Xin thưa bà con, hôm nay trại trùng quế Hai Ngon Vĩnh Long xin chia sẻ với tất cả bà con nông dân một cái đoạn video ngắn ngắn là cái cách mình ủ cái trái cây, cái phế phẩm rau củ quả, nói chung là các loại trái cây ủ để làm cái phân hữu cơ vi sinh để mình sử dụng cho cái miếng vườn luống rau của mình ha. Thì quay sơ sơ cái cảnh này thì bà con thấy nó quá quen với bà con từ hồi năm 2015 tới giờ ha bà con. Thì nói chung cũng không có gì khác hơn, nhưng điều nó có cái khác tôi sẽ chỉ, tôi phải quay tôi chỉ cho bà con thấy cái khác ở trong cái trại của tôi. Bà con thấy trong trại của tôi giờ chống quánh hết trơn, không có còn bò cái hết trơn, bà con thấy không? Thì lý do tại sao không còn bò cái, tại vì bò đẻ lâu quá đẻ không nổi, nuôi bị lỗ cho nên tôi bán hết. Tôi còn chừa lại đây, chừa lại là 4 bò ngé để cho nó ăn cái cỏ ngoài cái vườn cây ăn trái của tôi. Và tôi lấy cái phân để tôi nuôi cái con trùng quế thôi, 4 con. Dưới bên này của mấy đứa em bên trường đại học của Cần Thơ là 16 con nữa nha, chứ không phải 4 con đó không. Ở đây là 16 con, nó đang là một cái thí nghiệm là ăn cái phế phẩm nông nghiệp để làm thức ăn cho cái con bò đực, bò vỗ béo. Thì đây bà con thấy ha, cỏ nè, cỏ ngoài vườn của tôi cắt vô để cho cái con bò nó ăn. Tôi sẽ lấy cái phân con bò tôi nuôi con trùng quế. Còn bên này đây thì tôi quay cái này, cái trọng tâm của đoạn video hôm nay là cái chỗ này nè, cái chỗ cái xe rùa trái cây đó. Thì bà con thấy trong cái xe này là có kêu như là ngũ quả rồi, rất nhiều trái. Nói chung là những các thứ trái này là đều chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất chung quy lượng để cho bổ dưỡng cái cơ thể con người ta của mình. Thì những cái trái này thì nó do nó bị úng thôi, nó hư. Thì tôi xin của mấy chị tiểu thương ở chợ về để tôi ủ, tôi làm cái phân vi sinh và tôi sẽ xịt cho cái cây sầu riêng của tôi và cây mít thái và cái cây chanh tứ quý. Thì tôi kết hợp giữa cái phân hữu cơ trùng quế tôi sử dụng cho cây trồng và cái nước ủ của cái trái cây này, thì tôi ủ nó sẽ lên men. Thì tôi sẽ lấy cái nước này tôi sẽ xịt vô cái cây trồng của tôi. Tôi xịt định kỳ từ 7 tới 10 ngày tôi sẽ xịt một lần. Và tôi sẽ tưới vô cái gốc cây của tôi, lấy cái nước của trái cây này tôi sẽ tưới vô cái cây trồng của tôi. Thì mỗi 2 tuần tôi sẽ tưới một lần. Thì bà con thấy đây, thì tôi sẽ dùng một cái thùng như thế này, một cái thùng như thế này ha, bà con thấy nè, thùng 200 lít. Tôi làm cái van, tôi làm cái van như thế này, tôi vùi cái lỗ của cái đáy thùng rồi cái tôi làm cái van. Thì mình ủ như thế này thì khoảng 3 tuần là cái nước, cái trái cây nó sẽ tươm ra. Thì nói chung là bà con mình là nghĩ là cái trái cây mình bỏ nó gì nó thối, nó hư, nó không đạt. Nhưng điều tôi xin thưa với bà con là rất là đạt, cái mùi rất là thơm. Bà con thấy đây, bà con thấy là cái nước này tôi mở ra cho bà con này, bà con thấy rất là thơm. Nó thơm một cái mùi giống như một cái mùi rượu sake này kia đó, rượu nho đồ này kia đó của mình uống. Bà con biết lý do sao mà nó không bị hôi thối, tại vì đây bà con sẽ thấy đây, tôi sẽ đậy lại, bà con thấy không, đậy lại, lấy cái cọng dây thun nịt ngang lại, nịt ngang lại, đây tôi quay từng chi tiết cho bà con thấy đây ha, nịt ngang lại, bà con nịt lại. Thì cái này, cái cách ủ này là kêu là ủ yếm khí, có nghĩa là mình không cho cái không khí và gió nó lọt vô, thì cái trái cây nó tự động nó nằm ở trong cái thùng như thế này. Thì nó sẽ phân hủy dần dần theo thời gian. Thì mình chừng 3 tuần mình sẽ lấy ra mình sử dụng cho cây trồng là được ha bà con. Đây bà con thấy cái thùng này nè, tôi đang lấy ra, tôi lấy nước ra để tôi sử dụng cho cây trồng của tôi nè. Bà con thấy không? Thấy nó móc mình cái màu trắng nè, bà con thấy không? Đây là những cái là cái vi sinh, nó sẽ phân hủy những cái trái cây của mình đó, nó sẽ lên một cái men vi sinh màu trắng. Thì cái men này rất là tốt, cái nghĩa là cái này nó không có độc hại cho cái
cái cây trồng của mình ha. Bà con thấy quay từng chi tiết nhỏ luôn cho bà con thấy nè. Bà con thấy lên men trắng ha. Đó. Đẩy lên đi con. Thì những cái gì tôi làm được tôi đều chia sẻ với tất cả bà con ha. Bà con nào mà có nuôi bò thì nên nuôi trùng quế và cái phân trùng quế để kết hợp với cái cây trồng của mình. Thì bà con đi ra đây, đi ra ngoài cái miếng vườn của tôi là những cái cây cho bà con thấy cái cây sầu riêng của tôi là tôi trồng nó là được 3 tháng rưỡi tới 4 tháng tuổi là tôi tưới cái, trước khi trồng thì tôi sử dụng cái phân trùng quế tôi bón vô gốc cây, còn là tôi sử dụng cái nước ủ trái cây đó thì tôi sẽ xịt nó định kỳ. Bà con thấy là ha, cái đọt non của cây sầu riêng này bà con thấy đây. Còn xa xa ngoài kia đó là cái sầu riêng nó được khoảng 2 năm tuổi có, 1 năm rưỡi tuổi có, và cây những có những cây nhỏ thì tôi mới trồng thêm. Bà con thấy đây ha, bà con thấy cây sầu riêng. Thì bà con nào có những cái kinh nghiệm nào hay hơn thì cứ comment vô cái số điện thoại của tôi 0986203159 để tôi sẽ thêm học hỏi thêm những cái kinh nghiệm quý báu của tất cả bà con nông dân. Thì bà con nào có đam mê về cái phân hữu cơ trùng quế và cái sinh khối trùng quế giống thì cứ điện cho tôi vô cái số điện thoại của tôi là 0986 ha 203159, tôi sẽ chia sẻ với tất cả bà con. Bà con thấy cây sầu riêng đây nè, bà con thấy không, lá dày mo khoảng 4 tháng tuổi đây. Này tôi trồng giữa kết hợp cái phân trùng quế tôi bón lót và tôi xịt cái nước trái cây tôi ủ, tôi làm phân vi sinh này, tôi sẽ xịt vô cái cây này. Bà con thấy cây sầu riêng của tôi nè, cây sầu riêng này được 18 tháng tuổi nha. Thì trước khi kết thúc cái đoạn video tôi xin chúc bà con được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và thành công trong mọi lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ. Tôi xin chào.